Theo quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, luật nhà ở năm 2023 được áp dụng vào cuộc sống và bổ sung thêm học sinh, sinh viên được hưởng chính sách về nhà ở xã hội. Theo đó, học sinh sinh viên có được mua nhà ở xã hội không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo luật sư Nguyễn Duy Hoàn, công ty trách nhiệm hữu hạn Loki, học sinh sinh viên không được mua nhà ở xã hội mà chỉ được thuê nhà ở xã hội. Luật nhà ở năm 2023 không quy định về việc học sinh sinh viên đại học được nhà nước hỗ trợ mua nhà ở xã hội, mà chỉ quy định học sinh sinh viên đại học được nhà nước hỗ trợ thuê nhà ở xã hội trong thời gian học tập. Theo quy định tài khoản 11 điều 76 luật nhà ở năm 2023, quy định các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội gồm có học sinh sinh viên đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng dạy nghề, trường chuyên biệt theo quy định pháp luật, học sinh trường dân tộc nội trú công lập. Luật sư Nguyễn Duy Hoàn cũng cho biết, sinh viên đại học có thể thuê nhà ở xã hội trong thời gian học tập mà không cần đáp ứng điều kiện gì theo quy định của pháp luật. Căn cứ quy định tài khoản 2 điều 78 luật nhà ở 2023, học sinh sinh viên đại học nếu thuê nhà ở xã hội thì không phải đáp ứng điều kiện về nhà ở và thu nhập quy định tài khoản 1 điều này. Căn cứ quy định tại khoản 7 điều 88 luật nhà ở năm 2023, đối tượng học sinh sinh viên đại học tại mỗi thời điểm chỉ được thuê một căn nhà ở xã hội để đáp ứng yêu cầu học tập của mình. Việc nhà nước hỗ trợ sinh viên cho thuê nhà ở xã hội giúp giảm bớt gánh nặng tài chính, cho phép sinh viên tập trung hơn vào việc học tập và phát triển bản thân. Một môi trường sống ổn định và an ninh có thể ảnh hưởng tích cực đến hiệu suất học tập và sức khỏe tinh thần của sinh viên. Việc có nhà ở xã hội giúp đảm bảo rằng sinh viên có một nơi ổn định để sinh sống trong suốt thời gian học tập của mình.